Xin chào các bạn. Một trong những câu chuyện được quan tâm nhất sau Tết Nguyên đán có lẽ là xăng dầu. Không chỉ ở Việt Nam mà chuyện xăng dầu trên thế giới cũng là chủ đề nóng, đặc biệt khi các nền kinh tế đang mở cửa trở lại. Nhưng vì sao giá xăng dầu lại tăng phi mã như vậy? Hãy cùng với kênh thông tin Đó Đây tìm hiểu. Không phải bây giờ giá xăng dầu mới tăng mạnh. Hồi cuối năm 2021, giá năng lượng thế giới đã chạm mức cực kỳ cao. Hồi tháng 10, giá dầu WTI vượt ngưỡng 80 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2014, khi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang làm rung chuyển thị trường. Giá nhiên liệu như than đá và khí đốt tự nhiên đã tăng vọt ở châu Âu và châu Á trong giai đoạn lúc đó và đến giờ vẫn đang nóng, thúc đẩy sự chuyển đổi sang các sản phẩm dầu như dầu diesel và dầu hỏa. Giá dầu đã tăng gần 30% kể từ giữa tháng 8 năm ngoái khi cuộc khủng hoảng năng lượng gia tăng. Đến khi kết thúc năm dương lịch 2021, giá xăng dầu vẫn cao. Đến giờ, sau Tết Nguyên đán của Việt Nam và các nước châu Á, tình hình xăng dầu vẫn căng thẳng. Giá dầu thô đã tăng hơn 15% chỉ trong tháng riêng, với mức giá chuẩn toàn cầu lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 90 đô la Mỹ một thùng trong hơn 7 năm, do lo ngại về xung đột Nga và Ukraine. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, giá trung bình của xăng thông thường đang nhanh chóng đạt mức 3,40 đô la Mỹ một galon, cao hơn gần 1 đô la Mỹ so với một năm trước. Vào tháng 11 năm ngoái, chính quyền Mỹ cho biết sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược quốc gia để giảm bớt áp lực cho người tiêu dùng. Nhưng động thái này không tạo ra được nhiều sự khác biệt. Nhiều nhà phân tích năng lượng dự đoán giá dầu có thể sớm chạm mức 100 đô la Mỹ một thùng, ngay cả khi ô tô điện trở nên phổ biến hơn và đại dịch vẫn tiếp diễn. ExxonMobil và các công ty dầu mỏ khác mà chỉ một năm trước đây thôi được một số nhà phân tích phố Wall coi là khủng long có nguy cơ tuyệt chủng giờ đang phát triển mạnh trở lại, thu về lợi nhuận lớn nhất trong nhiều năm. Ở châu Âu, giá năng lượng tăng khủng khiếp cũng khiến nhiều người sử dụng ô tô dè dặt. Họ dần chuyển sang sử dụng xe đạp hoặc các phương tiện tiết kiệm năng lượng khác, đơn giản vì giá xăng dầu đã tăng khủng khiếp so với thời điểm dịch bệnh trước đó. Chỉ cần nhìn vào vài con số là biết giá xăng dầu đã trở nên khác biệt như thế nào ở thời điểm trước và hiện tại. Từ mức thấp nhất là 16 đô la Mỹ một thùng vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, giá dầu Brent đã tăng đều đặn kể từ đó và hiện đã vượt mốc hơn 80 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô tăng đã góp phần khiến giá xăng và dầu diesel chạm mức cao nhất mọi thời đại, điển hình như ở Ấn Độ. Tác động của điều này có thể nhìn thấy rõ ràng nhất trên thị trường chứng khoán, với lo ngại về lạm phát ngày càng tăng, tác động đến giá trị tiền tệ và chi phí đầu vào đối với các công ty trên tất cả các lĩnh vực. Dầu thô Brent chạm mức thấp nhất là 16 đô la Mỹ một thùng vào ngày 22 tháng 4 năm 2020. Kể từ đầu năm 2021, giá dầu thô đã tăng gần 58%, từ khoảng 51,8 đô la Mỹ một thùng lên khoảng 81 đô la Mỹ một thùng cuối ngày 6 tháng 10. Nhìn chung, có rất nhiều con số khiến chúng ta phải bàng hoàng về giá xăng dầu. Ở Việt Nam, người tiêu dùng cũng từng phải tá hỏa vì phải bỏ ra một con số cực kỳ lớn cho mỗi giá xăng dầu khi được điều chỉnh vào giai đoạn cuối năm 2021. Vốn dĩ xăng dầu là nguồn năng lượng quan trọng cho việc di chuyển của mọi người, đồng thời cũng là nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội. Không những thế, khi giá xăng dầu gia tăng, các mặt hàng khác cũng tăng phi mã. Điều đó khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không chỉ ở châu Âu, ở Mỹ mà Việt Nam của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Có khá nhiều lý giải cho vấn đề giá xăng dầu. Đại dịch làm giảm giá năng lượng vào năm 2020, thậm chí khiến chỉ số giá dầu của Mỹ lần đầu tiên rơi xuống dưới không. Tuy nhiên, giá đã tăng trở lại nhanh hơn và nhiều hơn dự kiến của nhiều nhà phân tích. Một phần lớn là do nguồn cung không theo kịp nhu cầu. Các công ty dầu mỏ phương Tây một phần chịu áp lực từ các nhà đầu tư và các nhà hoạt động môi trường đang khoan dầu ít hơn so với trước đại dịch để kìm hãm sự gia tăng nguồn cung. Các nhà điều hành trong ngành cho biết đang cố gắng không mắc phải sai lầm tương tự trong quá khứ khi họ bơm quá nhiều dầu lúc giá cao dẫn đến sự sụt giảm giá. Ở những nước khác như là Ecuador, Kazakhstan và Libya, thiên tai và bất ổn chính trị đã hạn chế sản lượng trong những tháng gần đây. Khi nguồn cung giảm mà nhu cầu lại tăng do các nền kinh tế mở cửa trở lại, việc giá xăng dầu tăng cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cung không đủ cầu mà. Hơn nữa, khi thế giới đang dần trở lại bình thường, mọi người háo hức mua sắm và thực hiện các chuyến đi. Nhưng vì lo ngại, nhiều người đang chọn lái xe thay vì sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Chính vì thế mà nhu cầu lại càng cao hơn. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất bây giờ được đánh giá là yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Nga sản xuất hơn 10 triệu thùng dầu mỗi ngày. Mỹ sẽ không bị tổn hại trực tiếp một cách đáng kể nếu hoạt động xuất khẩu của Nga tạm ngừng, vì Nga chỉ xuất khoảng 700.000 thùng dầu một ngày sang Mỹ. Số lượng tương đối khiêm tốn này có thể dễ dàng được thay thế bằng dầu từ Canada và các nước khác.
Nhưng bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các chuyến hàng của Nga vận chuyển qua Ukraine hoặc sự phá hoại các đường ống khác ở Bắc Âu sẽ làm tê liệt phần lớn châu Âu và làm biến dạng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Đó là bởi vì phần còn lại của thế giới không có khả năng thay thế dầu của Nga. Ukraine vì thế là một vị trí rất quan trọng và nhạy cảm. Ngay cả khi các chuyến hàng dầu của Nga không bị gián đoạn, Mỹ và các đồng minh có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc kiểm soát xuất khẩu đối với các công ty của Nga, hạn chế khả năng tiếp cận thiết bị của họ. Điều này có thể làm giảm dần sản lượng của Nga. Ngoài ra, việc xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga sang châu Âu bị gián đoạn có thể buộc một số công ty tiện ích phải sản xuất nhiều điện hơn bằng cách đốt dầu chứ không phải khí đốt. Điều đó sẽ làm gia tăng nhu cầu và giá cả trên toàn thế giới. Thế nên, việc tìm ra một giải pháp chung cho vụ việc giữa Nga, Ukraine và các nước phương Tây là điều vô cùng cần thiết để ổn định nhiều thứ, chứ không riêng gì giá cả xăng dầu. Thực ra thì Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu và thậm chí cả Trung Quốc có thể giải phóng nhiều dầu thô hơn từ nguồn dự trữ dầu chiến lược của họ. Những động thái như vậy có thể hữu ích, đặc biệt nếu một cuộc khủng hoảng diễn ra trong thời gian ngắn. Nhưng dự trữ sẽ không đủ nếu nguồn cung dầu của Nga bị gián đoạn trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Các công ty dầu mỏ phương Tây từng cam kết không sản xuất quá nhiều dầu có khả năng sẽ thay đổi cách tiếp cận nếu Nga không thể hoặc không muốn cung cấp nhiều dầu như họ đã làm. Họ sẽ có những động lực tài chính lớn từ giá dầu tăng cao để khoan thêm dầu. Nhưng các doanh nghiệp đó sẽ mất hàng tháng để tăng cường sản xuất. Lúc này, người ta lại đặt câu hỏi OPEC đang ở đâu khi họ là tổ chức xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của thế giới. Áp lực của thế giới khiến OPEC phải gia tăng sản lượng xuất khẩu. Nhưng con số 400.000 thùng một ngày gia tăng vẫn còn quá khiêm tốn. Ở Việt Nam, nguồn cung giảm cũng khiến cuộc khủng hoảng xảy ra vì các cửa hàng xăng dầu đang bị lỗ. Họ bán được xăng dầu nhưng vẫn lỗ. Lý do thì thế này. Trước đây, bán 1 lít xăng được hưởng chiết khấu tức là hoa hồng khoảng 200 đến 1.000 đồng. Hiện nay, khi giá thế giới tăng mạnh, hầu hết đầu mối đều giảm mức hoa hồng xuống rất thấp cho các cửa hàng xăng dầu. Trước Tết, một số đầu mối duy trì chiết khấu chỉ từ 100 đến 150 đồng 1 lít xăng. Giờ thì mức chiết khấu kéo về 0 đồng, thậm chí là âm. Các đại lý cho biết mức chiết khấu đối với xăng RON 95 đang âm hơn 600 đồng. Xăng E5 RON 92 đang âm 650 đồng. Với tỷ lệ hoa hồng này, nếu cộng chi phí vận chuyển từ kho về cửa hàng, thuê nhân công, v.v. doanh nghiệp và đại lý xăng dầu bị lỗ nặng với mỗi lít xăng bán ra. Tức là giá xăng bán buôn cho các đại lý cao hơn giá bán lẻ công bố trên thị trường. Tức là khi giá xăng dầu chưa điều chỉnh thì các đại lý bán càng nhiều, càng lỗ nhiều. Thế nên, nhiều nơi mới treo biển không bán hàng dẫn đến cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn. Giá xăng dầu chắc chắn phải có sự điều chỉnh. Chẳng qua vừa rồi, đúng vào dịp Tết Nguyên đán nên chưa kịp thay đổi mà thôi. Vậy thì khi nào giá xăng dầu mới có thể giảm? Thực ra giá dầu lên xuống theo chu kỳ và có một số lý do khiến giá có thể giảm trong vài tháng tới. Đại dịch dù đang diễn biến tích cực hơn nhưng cũng chưa thể kết thúc ngay và Trung Quốc đã đóng cửa một số thành phố để ngăn chặn sự lây lan, làm chậm nền kinh tế và nhu cầu năng lượng của nước này. Quan trọng là Nga và phương Tây có thể đạt được một thỏa thuận, chính thức hoặc là thỏa thuận ngầm để ngăn ngừa xung đột ở Ukraine. Và Mỹ cùng các đồng minh có thể khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 mà cựu Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ. Một thỏa thuận như vậy sẽ cho phép Iran bán dầu dễ dàng hơn nhiều so với hiện tại. Các nhà phân tích cho rằng Iran có thể xuất khẩu 1 triệu thùng dầu hoặc hơn mỗi ngày nếu thỏa thuận hạt nhân được khôi phục. Cuối cùng, giá cao có thể làm giảm nhu cầu về dầu, đủ để giá dầu giảm xuống. Ví dụ, một trong những khuyến khích tài chính để mua ô tô điện là điện có xu hướng rẻ hơn xăng mỗi km. Hy vọng cuộc khủng hoảng này sẽ kết thúc nhanh chóng để cuộc sống của người dân trên khắp thế giới trở lại bình thường, cũng như cuộc sống của người dân Việt Nam chúng ta. Kinh tế sẽ gia tăng trong thời gian tới và giá xăng dầu sẽ sớm được điều chỉnh phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Nói Đây. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.